Thưa quý vị, chiều nay ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Thành Dẫn, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Mở đầu buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2019, có 23 trên 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,41%, theo kế hoạch là 9,6%, GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng, kế hoạch là 74 triệu đồng, tỷ lệ khu cụm công nghiệp đang hoạt động, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 97%, kế hoạch là 100%. Tại buổi họp báo, những vấn đề nổi cộm được nhiều phóng viên quan tâm đã có hỏi liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai đang gây sự chú ý của dư luận xã hội, việc lừa đảo bán đất trên mạng, xã hội đen lộng hành trên địa bàn thành phố Tân An, dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa thời gian qua có nhiều phản ánh, đơn thư tố cáo của khách hàng. Ngoài ra, đại diện các sở ngành liên quan đã giải trình, cung cấp thêm thông tin cho phóng viên liên quan đến vấn đề người dân Đồng Tháp 10 xé rào nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng quy hoạch trồng lúa, phòng chống hạn xâm nhập mặn, vấn đề quản lý hệ thống bách hóa xanh.